sẵn nay khai trương đôi giày mới luôn, đôi Puma hai màu. Chúng mình người chụp con đấy. Tình hình là mới mua một cuộn Ugo Crep 10 cent. Thường là cách xài của mình là anh em có thể mua cuộn 6 cent để sử dụng, còn không thì nay qua chỗ đó mua thì hết cuộn 6 cent rồi, còn cuộn 10 cent dày không à. Thì mình sẽ cắt đôi làm ra, cắt đôi là vừa đủ xài, tức là cái này sẽ được 4 lần, mình sẽ xài được 4 lần. 10 cent này cắt đôi ra thì còn 5 cent, nó cũng hơi mỏng đó anh em, nên khuyến cáo là tốt nhất mua luôn cuộn 6 cent xài đi, mình xài kiểu này là tiết kiệm thôi. Quấn xong rồi ha anh em ha, sẵn nay khai trương đôi giày mới luôn, đôi Puma hai màu. Đợt đó mua đôi này chịu bóp thì phải, mua cũng lâu rồi nay mới lấy ra mang. Vậy là có những đôi giày mà rất là quen thuộc mà mình thường hay mang, đó là đôi Mizuno, đó là đôi Adidas Predator FG là đá số 11. Và đây là một trong ba đôi mà mình thường sẽ mang sau này, và anh em sẽ xem nhiều. Đôi cũng khá là thú vị ha. Một chiếc màu xanh và một chiếc màu hồng. Mang giày. Đôi này đôi Adidas mình hay mang đi di chỉ Nemesis gì đó. Thật ra là về giày đá banh á thì cũng chia sẻ anh em luôn. Bình thường mình mang 42.5, mà không hiểu sao đôi này 42 mình mang vừa. Chắc trời độ. Mới thì còn hơi chật chật, mang thời gian nó mềm ra thì cũng đỡ. Và chân của mình thì thuộc dạng chân bè, là hai phần này nó sẽ rộng ra và phải chọn những đôi giày mà phần hai bên này nó rộng thì mang mới vừa. Mà không hiểu sao đôi này nó thon vậy mà vẫn có thể mang vừa, thấy hơi khó hiểu, nên ra là cái mũi nó hơi dư đây tí xíu. 42 là mình đang mang chật với đôi đôi chân của mình mà ở đây vẫn dư tí xíu, chả hiểu tại sao. Thôi kệ, thấy vừa là quất thôi chứ không có quan tâm đến cái việc mà size bao nhiêu, cứ xỏ vô thấy êm vừa là ok thôi. Puma Evo Speed. Ồ, thoải mái quá. Được á, tôi mang được á. Rồi, let's go. Đây 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 đây. Ủa, 1, 2, 3, 4, 5. Đá banh gì có đúng 5 người vậy? Từ từ lâu. Quay đồ anh. Đờ. Lọc. Những cái pha bóng mà đối diện goal gần như thế này thì thường là nên bấm banh qua đầu. Chứ còn mà nếu mà đặt lòng thì rất khó ăn bàn, vì thủ môn đã khép góc hết rồi. Ây da. Sơn. Cái nước bỏ ra thử thôi. Tàu. Lòng. Ủa, đã khó xếp quá. Rồi, có 7. Thôi thằng ơi.
Trong pha bóng này thì chuyền xong thì mình lao lên nhận đường chuyền về để dứt điểm, chứ còn bật tường thì không ngon cho lắm. Sâu. Hơi sức. Tội. Lại phụ không có được nữa. Lâu. Đù. Dạ, tốt lắm ơi. Tương tự tình huống hồi nãy mình vừa nói, chuyền xong thì lao lên nhận đường chuyền về và dứt điểm. Chết cúp dọc. Ai? Sao được? Đĩa banh thì không đủ người, mượn người mình không cho, cái là nghỉ luôn. Cái ông áo trần thì chắc là người ở đâu vô đá phụ thôi, chứ không phải là người của cái đội bên đó. Thôi thì anh em Hades chia team ra tự đá vậy. Hai thùng bia đồ, hai thùng sữa đi. Hai thùng sữa đi, hai bia gì? Hai thùng sữa Cool. Năm thùng luôn hả? Đủ. Mới vô sút ghê vậy. Ui. Tao. Bây giờ rồi. Thôi đi. Vậy.
Cố lên em ơi, đi đi đi. Hết rồi, hết rồi. Rồi, hỗ trợ đi. Lên luôn đi. Thôi, rồi. Hay quá, ngồi đây. Đây 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 đây. Vậy. Này 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 này. Đã vô thành gì ơi. Kìa. Yeah, yeah, yeah. Ok. Bắt bài hả? Nè nè, lâu. Quay. Thầy ơi. Trẻ trông, ok, gì? Thành ơi. Ok, tốt Thành ơi. Giữa nè. Lâu. Sau. Sorry anh em nha, đoạn này gỡ 3 đều và nâng tỷ số lên 4-3 nhưng mà mình không quay được. Đây nè, đây nè, lâu. Dở quá. À, tưởng tổ lên kịp ai về. Tốt đâu rồi. Có thầy ơi. Cộng dài cái. Tốt. Chờ quá hả? Ấy gì? Sao? Ơi.
Một đống ba luôn á. Tao. Chầu. Lấy xù tóc xù. Hay quá. Yeah, không đẹp như vậy luôn trời. Em lại. Ok anh. Dạ dạ dạ. Chạy luôn. Vậy à? Bước giữa tao chết thôi. Gì? Pha này vô là kết thúc trận đấu luôn nè. Giữa đâu tàu? Giữa tàu? Đi đâu? Tao. Xong trận đấu. Đội trước lên đúng 5 người rồi. Đã được tí xíu cái đội bạn nghĩ cái chia ra tự đá. Kết quả hai bên quê đã có một buổi trải nghiệm đôi giày Puma Evo Speed đồ màu hai màu vàng với lại hồng tím. Ok vậy đi, nói chung là suốt ngon, đá cũng ngon, có điều là chắc còn khoảng một khoảng thời gian nữa thì mới quen cảm giác. Hôm nay không quen lắm ha. Rồi anh em thấy hay nhớ like đăng ký nha. Phạm Thi xin chào, gặp lại, bye bye.